kinh tế xã hội của xã chúng ta, nhất về đơn vị hành chính là đảng chiến, nhưng thực chất vẫn chỉ là đảng đến chùa và vui. Tôi rất đáng phải đi đến đường với mình. Tôi cho rằng Đảng ủy nên nhanh chóng thống nhất quan điểm, đi theo quan điểm và xem chúng ta phải đổi mới cơ cấu và phương thức hoạt động như thế nào để chúng ta tạo được phát huy được sức mạnh và thống nhất nông dân sản xuất và trong đời sống ai ưu tiên khác. Nên là đồng ý chia cách của các xã là làm sao để phát hiện ưu tiên và thống nhất quan điểm hay đẹp hơn. Vậy là tôi đồng ý là đồng ý chia cách của các xã để đồng ý lấy được tiền. Văn nghệ thì thương lòng, có tốn kém gì đâu. Không tốn kém, nhưng mà ngứa mắt nghe chưa. Còn cô, có liệu hồn đấy. Tí sớm là tôi được việc ngay. Đi làm đi, còn đứng chơi ra đấy hả? Còn này, bác con ma kia vào đây. Sao lại phải bác vào, để đấy mới hấp dẫn. Mới có sự mời mọc chứ. Mời cái mọc cái gì? Tôi cùng một lôi thôi thì mấy ông cốt ở xã. Lúc này, mà để họ chú ý là hỏng việc đấy. Thì bác vào được. Mà hoảng lên thế. Hết được thử vỡ nhá. Thôi đi về nhà. Chị Trinh, đi rồi. Đi đâu? Rồi. Đi đâu? Cái xe phí phà quá. Thẻ công quốc khác. Ờ, thẻ bố bị gì? Chứ cứ bổ đi. Mày thì biết cái gì? Suốt giải đây thì hết phá cung xong rồi à. Ôi kìa, ông anh nóng tính quá. Ê, tôi chém để cho. Đi đã. Anh ạ. Hình như chưa, chưa biết thằng nào bước vàng. Mà vắng 5-7 loại vàng. Anh nhà tôi. Ờ, vào đây. Anh cứ ghi tù 10 đứa này. Con mà bố tay không lần ra. Đầy đủ rõ ràng thấy còn gì. Công thượng thanh toán cả rồi. Thì mỗi quả hoa hồng của anh Vũ. Tại anh ấy bảo để kiếm sau thanh toán một người. Vũ cái gì? Nghe cái thằng ấy. Con mà đãi cả huyện không thể. Làm ăn thì phải nắm ăn chui. Phải bò mót từng đồng, hiểu không? Nước vô cho hãm từ đây. Để mời các mắt nghỉ tay uống nước. Cảm ơn bà. Bác mà chủ đạo quá. Cụ Hàm ạ, nói tí không phải, con hơn cha là nhà có phúc. Tôi thấy vợ chồng cậu hơn, quả tính toán hơn người. Trời mà cho ấy, chẳng mấy chốc nhỉ. Ông vẫn tâm đặt câu, dục mộc như dục nhân. Nhìn gỗ chắc ông không hiểu. Nhưng nhìn người, chật là đèn đã. Cụ nói bao giờ cũng phải. Tôi nói